Cây hả? Có mạnh thì quân là chịu tiếp mình hết. Chú một lần chú có cái xe ba gác, thì nó ở bên An Giang thì cấm xe ba gác đó, thì chú đi bán xe ba gác ra, nó bán xe ba gác ra được 25 triệu, 25 triệu chú bỏ trong túi 10 triệu mà. Từ hôm dịch tới giờ chắc tiêu hết 7 triệu rồi. Bán xe ba gác để làm từ thiện luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở một cái chiếc xe quán cơm chay không đồng ở huyện Tam Nông. Thì chú này thì ở huyện Tam Nông, mình thì ở huyện Thanh Bình, và chú phải chạy chiếc xe này đi xin rau củ bên Cù Lao của mình đó. Thì cũng gặp một số ít khó khăn. Và hôm nay thì gặp chú ở đây cũng có liên hệ được. Để mà chú thì hiện nay là mình nấu cho quán cơm ở đâu, ở Tam Nông, nhưng mà nấu cho khu cách ly hay sao chú? Bây giờ là chú lấy đem đồ này á, là đem về cho mấy cái khu cách ly á. Dạ. Một là khu cách ly tại chỗ xã Tân Mỹ đó, ba chỗ đó cũng 300 người. Dạ. Này là chú tự nấu luôn ha? Cái đó là không, cái này là chú cứ đi lấy xin đồ thôi, chứ còn chú không có nấu. Chú là kéo để mà làm từ thiện ha. Chú chỉ là đi làm từ thiện vậy thôi, đem về cho mấy chị em ở đó nấu. Dạ. Chú thì cũng ở Tam Nông, nhưng mà cái xe ở Tam Nông, cái quán cơm ở Tam Nông, nhưng chú thì ở ngay chân cầu Cổ Bắc. Ở Tân Mỹ. Nhưng mà cô chú nấu ở An Long, khu vực An Long hay sao? Không, Tam Nông, ở trong Tam Nông, huyện Tam Nông. Dạ. Sáng nay chú gom được nhiều chưa? Ít xíu à. Cho con xem mới được không? Ha. Thì hiện nay thì mình cần cái loại nào, hay là ai cho loại nào lấy loại đó? Có, bây giờ ví dụ như mình cái này thì cô bác nào cho gì thì mình lấy cái nấy thôi, chứ còn không có, mình không có đòi hỏi gì đâu, có. Dạ. Chú chở xe đó. Quán cơm chay không đồng. Sáng nay chú gom được khẩu qua dưa leo ha. Bầu. Hồi sáng giờ chú đi sáng giờ luôn hả? Đi sáng giờ luôn á. Thì tuốt ở bên cầu ấy ở bển. Chú thì có cái quán cơm ở Tam Nông á. Dạ. Quán cơm không đồng á. Dạ. Cái xe này thì của ủy ban nhân huyện Tam Nông cho mình á. Dạ. Mình đi làm. Dạ. Cũng số, nhưng mà số lượng này là thấy nhiều chứ thật ra là cũng không được bao nhiêu. Đúng rồi. Thôi bây giờ như thế này đi, hôm nay thì con đến đây hỗ trợ tiếp chú. Dạ. Bây giờ mình gom cho đầy cái chiếc xe này luôn. Dạ. Chiếc xe này cứ để đây. Dạ. Chạy đi được đến đâu rồi, chạy đi xuống kia được không? Dạ, xuống đi gom luôn. Đi luôn ha. Đi luôn rồi. Rồi bây giờ con sẽ đi với chú. Dạ. Xuống nhà vườn trực tiếp gom cho đầy xe này, và dạ, con hỗ trợ chi phí hết đó cho chú. Dạ, cảm ơn. Ha. Rồi mai mốt mà chú có qua đây gom thì chú alo con. Rồi vậy chú cảm ơn. Dạ, em tên gì? Con tên Hồ. Vậy con đi theo xe chú luôn. Thấy hai chú mà đi gom này không cũng cực dữ ha, ghim lên ghim xuống rồi lên tuổi cao nữa. Cái quán cơm, cái tiệm cơm không đồng của mình đó là hoạt động lâu chưa? Hoạt động mấy năm rồi. Dạ. Hoạt động mấy năm nay ở Tam Nông. Dạ. Dạ. Thử ra có cái anh đó, anh ở đại diện hình Đồng Tháp á. Dạ. Rồi cái anh quay, cái anh đưa lên. Dạ. Mình cũng không có, tại vì anh dốt, anh không có biết chữ á. Dạ. Không có quay, không có gì chứ. Chú biết sao không? Bà con của mình á, hiện nay là làm gãy á, thì bị ùn ứ cũng nhiều lắm, bán cũng như cho vậy đó. Thành thử là mình giúp bà con luôn, giải bớt được phần nào thì hay phần đó. Con thấy bây giờ tình hình dịch bệnh rồi căng thẳng quá. Dạ, quẹo bên trái. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở trên cái chiếc xe không đồng của huyện Tam Nông. Cái quán cơm không đồng của mình là nấu khoảng bao nhiêu suất hay chú hai? Mỗi một ngày thì nấu cỡ khoảng chắc cũng cỡ khoảng từ 300 đến 400 dĩa. Dạ. Tại vì mình bán dĩa luôn. Dạ. Người ăn tại chỗ. Có qua cầu ghé trái hả chú? Dạ. Tới đó ghé trái. Mỗi một ngày thì cũng 300. Thì không biết bao nhiêu, nhưng mà mỗi một ngày như vậy là chú nấu là 30 kg gạo á. Dạ. Một ngày là chú nấu 30 kg gạo. Còn cái khu phong tỏa chú hai, khu phong tỏa. Cái khu phong tỏa đó là nguyên một cái
đi lên Phú Ninh á. Dạ. Cái chỗ Phú Ninh thì nó có cái mà đi thẳng lên chút. Ở Phú Ninh nó có cái chỗ mà không tỏ đó. Dạ. Và chú ngày hôm qua ông chủ tịch điện xin rồi cái chú đem lên sẽ cho cái chỗ cái không tỏ đó anh em mà shipper áo xanh á. Dạ. Chuyển đi vô trong cái chỗ không tỏ đó để cho. Dạ. Còn mình đi vô đó không được. Dạ. Thôi giờ gần tới rồi các bác. Cảm ơn chú hai luôn. Đi dọc đường mà chiếc xe mình gặp này thì chú xuống hốt tiếp à. Quả đi con hốt vậy. Đây. Cảm ơn. Để cái bọc ha. Dạ. Con cảm ơn. Rồi bỏ đi. Dạ. Rồi. Dạ. Đây xuống đây dặn củ cải trắng để cho thêm chiếc xe của chú hai nha. Chú hai xanh đó chú hai. Dạ chú hai xanh, xe từ điện không đồng. Không. Ủa, Tám? Dạ. Củ nhỏ vậy? Lựa, một lát mình lựa mấy củ này nhỏ, củ lại. À. Lựa lại. Ủa sao mình giống mót vậy? Không nhận, người ta chờ mấy lát nè, mà ai muốn người ta muốn hết rồi. Kì vậy? Chưa lỡ bị ta vô ta nhỏ đúng không? Vậy là này ăn lát cho luôn chứ khỏi lấy tiền. Trả tiền nhỏ 25.000 giờ hả ta? 25.000 giờ. Rồi điện ha, chạy chứ hai lấy 200 kia đủ đủ luôn đó học. Ừ. Không. Cái đó mà có hẹn ngay chạy ra đông đông đó. Dạ. Cái này gần tàn rồi. Chốt đó. Nhổ hết luôn mà. Nè. Lát dồn vô luôn. Thật ra cái lá nó xấu lắm nhưng mà cái củ nó vẫn còn ngon á. Ừ. Ha. Rửa lại là đẹp trai lại à. Rửa là có tư à. Dạ. Tại héo bị đất nó nhìn nó không đẹp. Vừa bán vừa cho. Ừ. Ha. Ừ. Cái này mốt lại cũng ngon lắm Út. Ơi Tám. Ừ. Mấy người mà làm công mà về gãy như Tám đâu có cần mua đồ gãy đâu. Hả? Mỏi vậy. Mày đâu mua đồ gãy? Để cải thì cải gì ăn? Dạ. Chú hai ông đi nhổ luôn. Chú hai với lại một tài xế. Chú tài xế. Thấy gì chứ cũng còn nhiều củ cũng ngon ngon. Nè, mấy củ này nè. Ngon ghê luôn. Thật ra mấy cái này á cho trên khu Sài Gòn rồi người ta cần lắm. Dạ mà người ta không có ăn. Dạ. Trời ơi người ta mừng dữ dằn lắm. À, làm lắm khi mình làm không nổi là một là không có mạnh thường quân nào chịu tiếp mình hết. Chú một lần chú có chiếc xe ba gác. Thì nó ở bên An Giang thì nó cấm xe ba gác đó, thì chú đi bán xe ba gác ra. Nó bán xe ba gác ra được 25 triệu. 25 triệu chú bỏ trong túi chú 10 triệu mà. Từ hôm dịch tới giờ chắc tiêu hết 7 triệu rồi. Bán xe ba gác để làm từ thiện luôn. À. Tại vì xe ba gác đó ngày xưa mình cũng đi chở đồ đó rồi gãy nè. Dạ. Rồi giờ cái cho chiếc xe này, cho dạ. Xe này bây giờ mình lấy chiếc xe này đi rồi bán chiếc xe ba gác. Dạ. Bây giờ lấy tiền đó là làm gì, lấy tiền đó thì trong mùa dịch rồi chú không có nấu cơm. Giờ mùa dịch đâu có nấu cơm đâu, rồi cái bắt đầu quay ngang thì lấy tiền đó mình đổ xăng đi lấy đồ gãy, đi xin đồ gãy nè về cái cho. Dạ. Thì hồi ngày hôm qua là cho ở với ủy ban xã Phú Ninh. Dạ. Rồi bữa nay là cho thị trấn, rồi ngày mai lại cho An Long, mốt cho An Long, tại vì cách một ngày đi một ngày. Để, chứ nói nghe đi không có tiền rồi thử ra mình đi cho nó giãn ra một chút vậy đó chứ người
nói chứ đi một chuyến thì cũng 300-400 ngàn tiền xăng đó chú bộ. Dạ. Đi một ngày vậy á. Rồi tiền rau củ là chú hai chịu hết luôn. Hết. Không có ai hỗ trợ tiếp chú hai luôn. Trời ơi trời. Thì chú hai thì giờ chịu khó một chút vậy đó. Mình đi về cho người ta tàu thấy tội lắm. Mình đi rồi cái thấy nó vui. Làm như thấy nó vui. Chiếc xe ba gác ngày xưa là chú hai mua luôn hả? Ừ. Chú hai tự bỏ tiền nhà ra mua. Chú hai bỏ tiền nhà tao mua rồi mất. Ăn trộm nó ăn cắp một chiếc nữa. Cắp rồi cái bắt đầu mới bỏ cái xe đó. Vì hai vợ chồng có hai đứa con gái à. Dạ. Mình thấy chú hai gả hết trơn hai đứa con gái. Bây giờ còn có hai vợ chồng già thôi, đi làm từ thiện phức rồi chứ nhà làm gì giờ. Chú hai ở nhà làm nghề gì? Hồi đó ở nhà làm ba cái bình bông á. Dạ. Bình bông mà bông bằng gỗ á. Ồ, dạ bình phong. Ừ, bình bông gỗ rồi mình đi có căn không? Về, rồi mình ấy. Vậy là chú hai là điêu khắc. Ờ, làm bên gỗ, bên ấy á. Dạ. Rồi làm đó thì cũng được lắm nhưng mà... Thế từ lúc mà gả đứa con gái út tới giờ cái đi làm từ thiện luôn. Là chú hai là làm từ thiện nhiêu năm rồi? Cũng lâu ạ. Nấu cơm cho hội khuyến học Tâm Long cũng cả chục năm rồi ạ. Dạ. 12 10 đi. Rồi 13. Làm gì thấy vất vả không chú hai? Vất vả gì đâu, nó vui. Có khi hả đi. Thằng này thì nó cũng tài xế nhưng mà nó bị cả này dịch nè. Dạ. Chú cũng tài xế xe. Dạ. Cái khó khăn nhất của chú hai khi làm từ thiện là gì? Khó khăn nhất cái làm từ thiện. Có lấy gừng không? Lấy 20 ký. Đâu 20 ký gừng á. 20 ký gừng cội á. Dạ. Gừng gì cũng được. Gừng cội á. Gừng gì cũng được. Gừng cụ là nói đó. Gừng cụ nó là chỉ một bữa nó có gừng cụ thôi. À, vậy là lấy gừng đó hay chứ? Có bây giờ mua ấy để mốt chú mua cho. Khỏi lấy gừng cụ đi, lấy gừng này cũng được nữa. Này gừng này nó ta nó không được. Hay là mốt qua lấy luôn chú hai. Mốt lấy hay lấy liền. Không có bây giờ ấy cho một bọc đi, cho một bọc gừng vậy. Vậy lấy 10 ký đi, lấy 10 ký. Dạ. Nhiều người xin nặng mà người ta làm thuốc á. Dạ. Rồi khó khăn nhất là gì chú hai? Thì khó khăn nhất cái là từ hồi ấy giờ thì không có thấy khó khăn gì. Giờ khó khăn cái là không có tiền mà đổ xăng mà đi. Chứ không có khó khăn gì. Rau củ này là người ta cho chú hai thường người ta cho hay là chú hai xuất tiền ra mua? Chú hai người ta cho là nhiều quá. Rồi chú thấy lắm khi chú hai đi rồi lắm khi thấy người ta. Ví dụ như cái bữa đó người ta bán bắp. Bữa đó bán bắp. Không bán. Thôi giờ thôi bán rẻ rẻ tôi mua giùm cho chứ giờ bán không được. Lấy cái bọc đây bán 30 ngàn lấy một bịch cho. Dạ. Thì ta bán 30 ngàn bịch vậy rồi chú hai thấy vậy thôi mua giùm bữa đó mua 20 bịch thì nó cho 20 bịch nó nằm ngay vậy đó. Thì cái nào ấy cái mình mua. Vậy đó. Cái là bữa nào họ tiền theo thì mua còn không có cũng không có mua được. Chú hai ăn tương đó giờ luôn không? Cũng ăn mặn cũng ăn một tháng cũng 10 ngày chú hai đậu 4 ngày thì có chú hai hòa hảo hay là cao đài? Hòa hảo. Hòa hảo hả? Mà điều ít có không ít có ăn tương lắm hồi đó giờ tại vì chú hai hồi đó giờ là có hai đứa con gái đó gả rồi cái bắt đầu thôi bây giờ thôi đi làm từ thiện luôn chứ không có rồi tự động phát tâm ra để gì làm vậy chứ đâu có ai nói kêu mình đi đâu kêu không ai rủ không ai gì chứ với lại hai nữa là gì nè ở cái xóm của chú thì không có đâu có ai đâu đạo hòa hảo đâu có ai đâu ấy gì đâu mình thử không ai đi làm từ thiện trơn á. Dạ. Ngày thì bên Thiên Chúa đó nhưng mà ảnh thấy mình làm không có mua thuốc quá. Dạ. Chưa phải đâu rồi hiện tại là tôi nghĩ là anh vậy là tài xế xe. Dạ. Bây giờ thất nghiệp, thất nghiệp nghỉ luôn. Bây giờ dịch đâu có chạy được đâu. Dạ. Nhảy đâu ai hỗ trợ rồi đi lái đây thì cố mua hốt cơm gạo nhà giờ khổ giờ tính đi làm hồ. Giờ nhà không có đi lái xe vậy chứ không có tiền luôn ha. Là đâu có đồng bạc cơ cơm nhà gạo dở. Không có gạo nấu luôn hả? Thì cái nghĩa là giờ thời buổi này của mình đó nên là hoạt động xe cộ để nuôi vợ nuôi con. Dạ. Bây giờ còn mỗi của mình lên giờ dịch trong nhà tốt hết trơn. Ừ. Anh đi lái này cũng nói với nay thì chắc anh chạy bữa nghỉ bữa chạy bữa làm hồ bữa chạy vậy hả? là không có tiền luôn
anh chạy đâu có đồng quà đâu. Ý nói là không ngày không có làm gì ra tiền luôn. Không có làm thì sao á, năm cho tháng nay rồi. Ồ mà nhưng mà làm từ thiện gì rồi vợ con sống bằng gì? Thì bởi vậy thì giờ mới cự lộn qua vợ chồng sách bích rồi. Nè. Mới cự lộn ngày hôm qua đó. Nhà chú có mấy người con? Hai đứa, đứa còn đứa học, còn đứa mới ra trường. Ừ. Dạ. Lái cho chú hai này lâu chưa chú? Thì anh nói không là anh chạy á, không anh chạy. À, thì thấy... anh có anh có cái là thì chừng nào anh kẹt công chuyện lúc trước thì xe còn hoạt động và anh chạy bên dịch vụ thì có ngày nghỉ ngày chạy, ngày nào nghỉ thì nhảy ra chạy, có khoảng chừng 3-4 tháng nay là ngồi ở nhà ăn trà thơi. Không có làm ruộng gãy gì luôn? Dạ nó có công ruộng nữa chứ. Rồi giờ chú làm gì? Dạ thì ở nhà đó chứ có làm gì đâu. Ừ. Chú năm nay nhiêu rồi ta? À, hôm nay 50 rồi. 50 thì hai đứa con, hai đứa gái là lớn chắc lớn hả? Lớn là đứa đương qua năm học lớp 12. Dạ. Năm tới học 12 nè. À. Còn đứa ra mới ra trường. Nhà chú nhà gì? Nhà anh nhà cấp 4, thường theo lộ rồi nè. À. Thì không nhân cư á. Nhà lầu rồi dạ. Làm gì thấy vui không chú? Đi ở nhà con hơi buồn. Đi hai mỗi lần anh đi cái. Alo, lộ đầu. Như sáng này á. Ừ. À, sáng này như đi cái là nó trụng gói mì ăn chứ đâu kịp đâu. Đấy, từ từ dạ. Cơm chú thì ơi. Bỏ thôi, cảm ơn vậy là miếng khô bóc ăn dạ. Chứ đâu có mua gì đâu ăn đâu. Dạ. Thôi bây giờ con gửi cho chú để mua gạo ha. Mua thuốc hay mua gạo này con thay mặt Mạnh Thường Quân các chú ở Canada gửi cho chú mua cây thuốc trước đi. Mua cây thuốc hút được rồi. Để cho chú có năng lượng. À, các chú ở Canada, Việt Kiều Canada gửi con quỷ để con ủng hộ. Nhờ gặp ông dạ. Nữa nè. Rồi, hai chú ha. Anh cũng cảm ơn các nhà hảo tâm này kia gửi tiền cho anh có tiền động viên anh nấu thuốc đi anh giải. Dạ. Đó, bây giờ thì các chú bắt đầu chuyển lên cái chuyến xe của mình. Và Vườn Hồ thì phải hỗ trợ đi qua 50 tuổi mà chú còn khỏe ghê á. Mệt dữ không chú? Quen ha. Quán cơm chay không đồng Quyền Tâm Nông. Đó. Nghiệp nghe chú hai mà chú hai xanh mà chia sẻ không là thấy nghiệp ghê ạ. Bà làm công mà con tưởng đâu là bà làm bà chủ luôn. Dạ. Bán giống với tiền giống không à? Ờ. Giao lỏng. Cô bác tính chị thì được ủng hộ của Mạnh Thường Quân Bùi Hồ sẽ ủng hộ xe không đồng của chú hai. Đây là tiền gần là 200. Ừ. Tiền củ cải là 100 ngàn là 300 ngàn. Rồi. Rồi. Cảm ơn rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, con vậy. Không bắt đi ở nhà ai mua thì ủng hộ hành của cô chú này không à. Vậy đó hả? Dạ. Ủa, cô chú này cũng còn nhiều hành lắm. Mà vừa bán vừa cho luôn à. Chào cô chú. Con điện là cô nhổ liền hả? Ờ. Chạy tới luôn đi Vũ ơi. Qua bên dưới cô bên đây đậu. Vậy mà còn không muốn không kịp hay cô? Lật nó không kịp nữa nè. Thôi dạ. Khỏi lật đi. Lật đi. Hả? Đi. Để khỏi lật thì nó khỏi lật đi. Bây giờ cái nào chưa lật thì mình khỏi lật luôn cũng được nữa chú. Không sao. Có lại giùm em được rồi. Đấy, đó mình vô mình phát cho ta liền á. Đây. Vậy là sắp cái đó đi không thôi. Sắp lại thì bó đi. Cái nào ấy cái mình bó là ở đây nè. Còn đi chở cái đậu hả gì? Dạ, con còn đi chở mồng tơi trong kia đó. Tí lại đi. Chú biết chú biết sao không, một con hạnh mà sao nhiều lắm kìa. Lỗ đứt đường luôn. Thì dự định là sắp đợt tới có trọng gì không chú hơn? Không, mùa nước rồi. Mùa nước ha. Nước lên không có trọng hả anh? Rồi, 20 kg cho ông bó. Rồi, là bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Giống bữa hả? Dạ. Đây, con gửi cô. Dạ. Đó. Cho chú hai đi chặn xe để thôi, hao tiền dầu. Rồi, dắt xe để nó rồi cái ở xuống đây uống cốc trà chú hai. Ở vậy đưa chú hai con về. Ủa, xe đậu đây hả? Dạ.
Rồi chú con về. Dạ. Chúc chú sức khỏe, hôm nào thì con phải chú gặp lại. Cảm ơn nha. Dạ. Chúc con đường hiền nguyện chú gặp nhiều may mắn. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Quý anh chị thì bây giờ Bùi Hồ cũng chia tay với lại chú Hai ở Tâm Nông. Và hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thay mặt bà con thì cảm ơn các chú ở Canada đã ủng hộ cho Bùi Hồ thực hiện phóng sự này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.